Thưa quý vị và các bạn, hàng năm cứ đến ngày 14 tháng 3, nhiều cựu binh lại tập trung về tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, nơi đặt mộ phần của anh hùng liệt sĩ, Trung úy Trần Văn Phương để tổ chức lễ tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến giữ đảo Gạc Ma vào năm 1988. 33 năm, nhưng những ký ức về trận hải chiến giữa đảo Gạc Ma vẫn không thể mờ phai trong ký ức của người cựu chiến binh Nguyễn Văn Thống. Hình ảnh anh luôn trân trọng, tự hào khi đảo phó Trần Văn Phương trúng đạn nhưng vẫn ôm chặt lá cờ Tổ quốc, quyết tâm giữ bằng được đảo trước sự hung hãn của kẻ thù. Chúng tôi là những người xây dựng thì ở trên đảo, có bộ phận ở trên đảo, còn tôi thì ở trên đảo. Thì sau khi nó bắn chìm thì tôi và một số đồng đội là trôi lanh đanh trên biển đến chiều thì nó bắt đưa về Trung Quốc giam 3 năm rưỡi. Thì anh em sống sót được trở về thì hàng năm anh em thường xuyên để gặp gỡ và để ôn lại kỷ niệm của những năm tháng chiến đấu và để tưởng nhớ đồng đội bạn bè đã hy sinh. Hôm nay dù không còn đầy đủ những thủ trưởng anh em đồng đội như 33 năm về trước, nhưng các anh vẫn không bao giờ quên đồng đội đã ngã xuống, nằm lại giữa lòng biển cả. Trong số 64 liệt sĩ anh dũng hy sinh trong trận chiến giữ đảo Gạc Ma, tỉnh Quảng Bình có đến 13 liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, tên tuổi quê quán của 64 anh hùng liệt sĩ hy sinh đã được xướng tên trong bài văn tế viết về những tấm gương anh dũng của các chiến sĩ chiến đấu bảo vệ biển đảo, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam. Được hưởng cái chế độ hòa bình rồi sống trong cái môi trường là rất là cởi mở, trong lành hạnh phúc thì cùng cái giá phải trả là hàng triệu người cha anh đã ngã xuống. Đó thì để cho cái giới trẻ biết được thì những cái công việc mà tổ chức tưởng niệm tri ân những người hy sinh của chúng tôi như này thì góp một cái phần nhỏ là mang cái tính là giáo dục, cái ghi nhớ các cái công ơn của anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống hy sinh và Tổ quốc. Từ đó thì cũng cố gắng hơn nữa trong học tập cũng như là để làm những điều tốt đẹp để ghi nhớ, có phần vào là để xây dựng quê hương. Ký ức vòng tròn bất tử của 64 anh hùng Gạc Ma sẽ không bao giờ bị lãng quên. Lễ tri ân hôm nay như để nhắc nhở cho thế hệ trẻ học tập, tiếp bước cha anh nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ đến cùng từng tấc đất, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc. Có thể là công tác giáo dục, tuyên truyền, tinh thần yêu nước.